Từ thời rất xa xưa, sát thủ đã là một thế lực ẩn mình trong bóng tối mà bao kẻ phải khiếp sợ khi mà nhắc tới. Không cần hoa mỹ, không cần phô trương, chỉ một mục đích duy nhất là tất xác đối phương. Khi vào trong các game cũng vậy, sát thủ hay assassin luôn là một nguồn cảm hứng bất tận và cũng không thể thiếu trong game Auto Chess. Hôm nay Yakito đã trở lại sau một thời gian núp lùm và tới cùng với anh em để triển cùng một đội hình assassin vô cùng là ba trái. Đội hình mà mình giới thiệu ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ khô máu với 6 assassin rồi. Và để khắc phục tình trạng thiếu tank cho hàng assassin múa kiếm thì mình sẽ đánh kẹp với một đội hình khác. Còn đội hình gì thì anh em mình vào sẽ biết nhá. Đội hình assassin thì sẽ gồm có 8 tướng, mình sẽ giới thiệu qua sau đây. Đầu tiên đó chính là Soulbreaker với tuyệt chiêu ném ngẫu nhiên một phi tiêu vào tướng địch gây đam phép. Tiếp theo đó chính là Abyssal Crawler, khi đủ mana thì nó sẽ lặn xuống trong vòng 4 giây né sát thương vật lý và tự hồi cho mình 3% máu. Thứ ba đó chính là Phantom Queen, mỗi khi mà hờn dỗi thì cô nàng này sẽ hét lên gây đam phép cho tất cả các tướng địch trong vòng 3 ô xung quanh. Thứ tư đó chính là Water Spirit, với kỹ năng lướt về phía trước tới tướng địch xa nhất gây đam phép. Tiếp theo đó chính là Lord of Sand, có khả năng lao mình theo hàng dọc tới tướng địch xa nhất giống như với Water Spirit, nhưng gây choáng toàn bộ tướng địch trên đường lao và gây đam phép. Đây chính là khống chế cứng của đội hình assassin. Thứ sáu, máu chảy về tim, đó chính là Venom, tướng trông rất lại béo nhưng mà vẫn bay được, gây đam bằng cách nhổ độc vào mặt đối phương, ngoài đam ra thì còn gây làm chậm. Thứ bảy phải đi giải đầm chính là nữ hoàng của đội hình assassin, Shadowcrawler, với tuyệt chiêu bị động tự tăng phần trăm crit dam cho mình, cộng với hiệu ứng 6 assassin nữa thì cái lượng crit dam là vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng đó chính là Shining Assassin, với khả năng bật một lớp giáp giúp tăng dam và chắn sát thương. Với đội hình assassin thì bạn chỉ cần 6 tướng để kích hoạt hiệu ứng xác suất 30% chí mạng nhân 4 lần dam cho mọi tướng assassin mà thôi. Với lượng dam được tăng thêm rất khủng khiếp này cho toàn bộ tướng assassin thì gần như trận nào bạn cũng bắt gặp những người chơi khác chọn đội hình này. Do vậy hãy xác định là phải khô máu khi chơi assassin nhá, và cầu cho nhân phẩm của bạn được bền lâu. Rồi, chúng ta hãy vào thực chiến thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu ở round thứ 8 nhá. Ở round thứ 8 thì hiện tại mình đang ném ra 5 quân, đó chính là con thần rừng 2 sao, ông Stone 2 sao, ông Mech, một ông Mech 2 sao, và mình đang sử dụng 2 con assassin ở dưới, đó chính là Lord of Sand và Soulbreaker. I'm a heartbreaker. Ok, ở round này thì nói chung là mấy khoảng round đầu mình có gì dùng đấy thôi nên mình không nói nhiều ấy. Em mình nói thẳng là mình chơi chiến thuật lấy thịt đè người, 5 thằng đánh 4 luôn. Chả vì sợ, ui, tim bạn khỏe phết đấy. Mày, một thằng, đấy, bạn thấy không? Con Lord of Sand này sẽ chỉ lợi khi mà đội hình bên bạn đứng tách tách nhau ra, lúc đó nó sẽ stun được nhiều tướng. Còn như bạn ấy của rồi, stun như vãi trưởng. Ông thích đấm tôi ạ. Ông đấm tôi này. Lao của toét tưởng gì. Cái đê. Ở round thứ 9 thì anh em nhớ lên level nhá. Dùng chiến thuật lấy thịt đè người. À xem đây có gì nào. Mình đã có Viper. Thì mình quyết định mình bắt được cả con Enchanted level 2. Anh em tạm thời ném nó ra để bắt con Viper này. Như vậy là mình đã có 3 con assassin level 3 con assassin. Rồi xem đội hình bên kia gì à. Ôi hiện tại thì mình vẫn đang đứng top đầu nha anh em nhá. Anh em chia sẻ tôi nhá. Gì ôi mấy thanh niên này cũng assassin. Đấy các bạn thấy không? Ngay mình nói ngay từ đầu luôn, cực kỳ nhiều thằng đánh assassin. Thanh niên lại còn chơi lầy, lại còn lấy 2 con Phantom Queen nữa. Cái thì có phải to xem ông làm được gì. Ủa tôi đấm chết ngay. Ông tuổi gì? Ôi giời ơi. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Năm ba cái thiếu nữ hờn ghen. Ô thua. Tay cái thì chưa được gì. 4 điểm rồi, ok rồi. Quân tử trả tù 15 chơi muộn. Ở round thứ 13 thì mình đã bắt được Light Blade level 2.
Đến đây thì chắc các bạn cũng đoán được mình sẽ đánh kẹp với đội hình Feather. Dưới đây mình còn có thêm con Chin để dùng để tank này. Mình bắt được cả Phantom Shadowcrawler này, đây chính là nữ hoàng này. Rồi cả Phantom Queen, thiếu nữ hờn dỗi hay hò hét. Rồi để xem bây giờ các bạn nhìn nhá, quả này tôi đánh thì cháy luôn, tí thay đội hình ra nhá, chết hết. Rồi bên kia có gì? À các bạn đi đánh Warrior không ạ? Warrior kèm với cả Shadowfield à? À đấy, ui khỏe phết đây thay. Đấm đau hết nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là tôi đâu. Anh em không? Đánh mình phải đánh trên thế thắng. Ui nó gọi chó, nó thả chó, nó thả chó không nè. Kinh phết nhỉ, ui. Thôi nào, cố lên các em. Studi em, đừng, ơ kìa. Kìa, cố lên, ui kìa. Nào, sao hỏi đen, anh sao hỏi đen. Đeo kính. Rồi ôi, thấy không, thấy không? Ăn làm sao được. Ở round thứ 14 nhá, mình bắt được thêm một thiếu nữ Shadowcrawler nữa, các bạn thấy không, xinh phết. Đấy, mình còn bắt được cả Windranger. Như là rồi, bán con gì nhỉ? Thôi bán xương tút này đi, đấy. Đội hình có vẻ là ngon nghẻ ở đấy, nhưng mà mình chưa thay vội. Xếp lại đội hình cái, bởi vì tâm lai nó thẳng luôn, chả nào ăn được mình. Vẫn đẹp được, gì thay, để đấy. Đó, xem đội hình bạn nhá. Tôi thề luôn, quả này ăn chặt. Ui, lại dăm ba cái ông Warrior. Có con gì, ui, cho hai thằng cầm khiên lên cho ai. Bắn vắt chết ngay, ui dồi ôi, thanh niên giật xếp thực sủng không. Về điện lực Việt Nam, EVN mà làm. Ở đây không chơi mấy ông giật điện. Đấy ông, thấy không? Quả này á, hơi bị khủng luôn. Ở round thứ 18 thì mình đã lên level và cho thanh niên mẹ tho rừng rú cầm búa kia vào. Đây là tank. Mình bắt thêm Razor Claw để giúp cho thanh niên tho rừng rú kia lên level 3. Mình cũng đã bắt được thêm một thiếu nữ Shadowcrawler nữa, nhưng mà mãi chả thấy lên đủ lên level 2, à lên 2 sao gì cả. Đã qua 18 mùa trăng rồi mà em vẫn chưa đủ lớn khôn, chán thế. Thôi cứ cho tạm vào đấy, xem đường các bạn nào, dép cả. Rồi ôi, mấy thanh niên dép dũng này chắc toàn tông lao chứ làm gì có dép phụ hồ ở đây. Làm sao mà ăn được ấy, các bạn thấy không? Ấy, ui quả sô cô chất lượng như thế. Ui cái gì, ui trời ơi. Làm sao? Đây người ta gọi là 2 đánh 1 không trộn què nhá. Ông giỏi ông vào đây. Ui chém chết ngay. Tuổi gì? Ok, ở round thứ 19 thì mình bắt được Windranger level 2. Mình định bắt thêm cả Whisper Seer nữa để cố cho lên level 3. Nhưng mà chẳng biết tay con nào ra rồi cả. Ui ơi, Ron phát chuẩn không ạ? Ông thấy không? Tay to, ôi, có bắt không nhở? Nhắm mắt, Ron. Ây trời ơi, ông nghe thấy người ta gọi là tay thơm. Đấy, ngày nào tự rửa tay 2 lần các bạn ạ. Đấy, ít nhất là 2 lần. Rồi, bây giờ vào xem đội hình các bạn như nào nhá. Tôi thề luôn, cháy. Ôi, đội hình nó... Ui, trời thật, 2 con Demon. Ông chơi nghỉ, ông chứ bẩn đấy. Là còn kẹp cả thêm đống Assassin như nữa. Nó lại còn có cả con Orc kia có hiệu ứng Kira giúp tăng 5% máu cho toàn đội hình. Ui, bảo sao khỏe thế. Mẹ ông người chưa bẩn. Round vừa xong thua là hơi bị cay các bạn ạ. Nói thật luôn, roll mấy phát xem nào. Roll tiếp phát nữa đi. Ấy trời ơi, ông đấy người ta gọi là nhân phẩm đấy các bạn hiểu không? Mình đã có, hiện tại đang có 5 con Assassin. Và đang có, chỉ có mình sẽ thay con hệ mech kia ra. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nhớ 5 con Assassin nó khỏe. Úi dồi, lém luôn Shining Assassin ra. Hay giúp con kia ra tạm thời. Bây giờ mình để tạm thời như này thì mình đã sẽ có hiệu ứng 6 Assassin và 3 Feather thật. Round này mình chỉ đánh mấy con một mắt này, mình sẽ test luôn đội hình. Ôi các bạn thấy không? Ta một nhảy liên tục luôn, sướng đừng hỏi. Có ui tận 2 cái gì Kira, các bạn thấy không? Đấy, nó cũng phù hộ mình ấy, ở không? Mỗi cái gì ấy thêm 30 máu luôn, cháy luôn. Ở round thứ 24 thì một lần nữa nhân phẩm mình lại lên tiếng không? Shadowcrawler level 2 và mình đã có tanker chính thức thực thụ, không? Anh Tho rừng rú 6 múi level 3. Đấy. Lý do bây giờ mình sẽ giải thích thêm một chút về lý do vì sao mình sẽ đánh kẹp với đội hình Featherlet.
Vì hiện tại trong đội hình 6 Assassin này mình đã có Shadowcrawler và mình đã có Shining Assassin thuộc tộc Feather rồi. Kết hợp thêm với cả thanh niên Thor rừng rú kia nữa là mình đã có hiệu ứng 3 Feather. Và bây giờ mình đang level 7, tức là nếu như mình có 3 con Feather nữa, mình sẽ có hiệu ứng 6 Feather với 45% né tránh. Assassin mà có nhiều né tránh thì thôi, các bạn thề bạn chém đau phải biết luôn. Ở round thứ 26, mình đã lên level và mình sẽ cho thêm một tướng nữa vào. Đó chính là bố già gọi đệ này. Ôi, mình gặp ai đây? Ôi, lại mấy thanh niên dép Lào này. Mấy thanh niên này cũng có vẻ đánh kẹp Assassin mà. Trời, hai con Water Spirit tuổi gì? Tông Cụ Hồ còn chẳng ăn ai gần tông Lào. Vào round thứ 28 thì hiện tại đội hình mình khá là khỏe, các bạn thấy không? Dàn mẹ toàn hot girl ở dưới. Thích vai trưởng hả? Gặp ông nào đây? Ui, T20. Chắc là anh này, chắc là không biết là anh hay là em, nhưng mà T là phải dài 20 cm. Ui, có Doom đùng với các kiểu khỏe đấy. Nhưng mà các bạn thấy không, đội hình 6 Assassin nó chém. Ui, vừa các bạn nhìn nhảy bao nhiêu đam không? Nó to khủng khiếp luôn, tuổi gì? Ui, thanh niên này. Anh em ơi, round thứ 31 là xem có gì, cháo cái gì, round roll phát. Ui giời ơi, hot girl level 2 ngay. Mình đu búp thêm middle cho Shadowcrawler nhá. Ui xời, khỏe không, các bạn đứng khỏe mãi trường luôn. Gì đây, xem mà phát này đúc anh cái gì nhỉ? Cái này chưa nhìn thấy bao giờ. Ôi kẹo đi, vào bam thôi. Tầm này đồ đạc quan trọng gì, đấm tay không có khi ăn. Tuổi gì mấy ông này. Rồi ông nào ơi, ông vào đây, ông bơi hết đây, bơi hết vào đây luôn. À, Frozen à, let it go à. Ui các bạn thấy không, ui nó lém con này bên mình mít liên tục luôn, thề các bạn luôn, mít liên tục. Đấy là do cái gì, hiệu ứng từ feather đấy các bạn ạ. Ui con trôn nó lém lực vãi trưởng nhưng mà vẫn mít. Ui có khi phát này xem nào, cần kèo phết đấy. Nhưng mà ui thôi bình tĩnh anh. Ui lém trâu đấy, ai chơi. 700 đam phát crit. Thôi chẳng qua ông cậy ông cầm hai dìu thôi nhá. Lắm điểm, đau phết. Round thứ 32 mình đang hơi đau đầu vì vụ này. Bây giờ đội hình mình chả biết như nào nhở. Căn bản là tại vì vừa thua đằng kia xong. Rồi nhưng mà thôi, nói chung là bây giờ tầm này mình vẫn đang đứng đầu. 70% kia đẹp nhòe, cho đẹp mấy round nữa vẫn được. Cái chính là bây giờ là mình phải tính xem là lượng đam của mình bây giờ có đủ ổn không, tanh có đủ trâu không. Tí ném thêm thanh niên bịt mặt bắn cung như vào thì có ổn không. Rồi thôi, qua round này đã, xem ai nào. Ôi lại ông dép tông dép Lào. Ui giời ơi, tưởng gì. Các bạn ấy cũng đánh Assassin đi, trông nhảy có vẻ kinh khủng đấy. Nhưng mà nói thẳng luôn, tầm này ăn làm sao được mình nữa các bạn. Nhân phẩm cả không? Ui dồi ôi, ông lướt. Chết ngay, ui 700 đam, thốn không? Các bạn thấy thốn không? Ui chết luôn, hiểu ơi các bạn, chết luôn đi với cái ôi cả ông. Ôi, ui round thứ 33. Round thứ 33 mình đã bắt được. Mình bây giờ mình phải dồn lên level 10 để cho ngay thanh niên kia thêm vào. Bây giờ mình đã có hiệu ứng 6 Featherit với 45% né tránh và 6 Assassin. Tôi thề luôn đội hình này á, bây giờ mấy ông kia ăn làm sao được tôi. Sang nhà bạn xem phát nhà nào. À, thanh niên Frozen nhá. Quả này bây giờ chỉ còn hai thằng thôi. Cuộc chiến giữa hai người đàn ông luôn. Giang hồ chợ lớn luôn. Nào với ông làm sao, ông thích gì? Ông tưởng ông xếp đội hình, ông bảo kê con trôn mà tôi sợ ông á. À? Ông ném đi, mít liên tục. Ông bắn ai, ông ném ai. Ui, đột thoại chó các bạn ơi. Cảm ơn nhờ. Rồi. Ấy, xôi. Đấy, mẹ thanh niên bịt mặt kia bắn có vẻ là tín không? Bắn quả tên chất lượng. Ui sang nhà bạn nữa. Ê, không đét được. Úi giời ơi, chết cay tụi gì. Ô, nhà đây cú lừa, bắt làm gì? Nào xem tiếp tục. Có lên lấy không nhỉ? Lên lấy không nhỉ? Anh em thử khuyên mình lên lấy không? Thôi lấy em nhá, Ronny. Xem nào. Ui thôi. Chả biết bắt con gì bây giờ anh em. À, đây rồi. Cô nàng hờn dỗi. Mình đã có hai con này 2 sao. Có lẽ là mình nên dồn cho nó lên 3 sao. Nhưng mà thôi lên làm gì. Thanh niên kia có 6 điểm. Ăn thì không ăn được. Quả này win chặt luôn. Anh em vỗ tay cho mình trước luôn đi.
người ta bảo là ăn đừng sớm đi, ăn gì ở mình chắc chắn quả này chắc kèo ăn luôn. Các bạn nhìn lại, ui đấy, quả bắn tên tín không, tín mãi trưởng luôn, có để đúng ui cho ông lẹp lên sáng mai luôn. Ui giời ui đấy, ném sao được, ui giời ơi, ôi ném mà nhìn các bạn nhìn tay ai mình solo à, solo ui mít ui lại bật khiên, lại mít bật khiên ui là lém đến sáng mai ấy. Và kết quả ui 1% được đấy chứ nhở. Ở round thứ 35 thì mình sẽ đánh con rồng đen, chả có gì cả, nói chung là đoạn này mình roll chơi thôi. Ơ à, thanh niên này sao, ui vẫn 9 tướng kia không lên được nổi level 10, chắc là hết tiền rồi. Ô mình biết bạn đấy, bởi vì 1 năm trước mình cũng giống như bạn. Ôi chuẩn bị vào chiến nha anh em ơi, 5, 4, 3 anh em đếm lùi rồi, happy new year. Rồi em sao bây giờ, còn sao ai à, rồng ấy tím phết nhở. Các bạn xem mình nhảy đam nhá, mọi thấy nhảy đam liên tục gần như phát nào cũng có nhảy đam luôn, đánh như thế này thì làm sao mà chịu nổi, gục ngay. Có vẻ là thanh niên Let It Go cũng đép được con rồng đen. Round 36 rồi. Rồi tầm này roll thì cho vui thôi. Mà mình thì cũng hết tiền rồi các bạn ạ. Rồi để xem nhá. Ui, ném thêm viên ngọc sau thanh niên PA. Thề úp đồ như lấy mà còn không ăn được nữa thì thôi. Mà thôi mình quyết định để cho... Ai nhỉ? Khó thế nhở. Ôi trời ơi. Cô gái hờn dỗi này đi. Rồi xếp đội hình nhở. Đứng bây giờ cho đẹp hàng thôi. Kiểu gì chúng nó sẽ nhảy ra đằng sau hết rồi. Chém đi các em. Rồi mấy nữ thanh niên, nam thanh niên giang hồ đâu, chém đi. Chém bục mặt chúng nó cho anh. Chém đi, tí anh thưởng. Chém gục một thằng anh thưởng một ít được không? Đấy, chém chết chúng nó em. Ôi tầm này thì đẹp làm sao được em. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Ôi đấy hả các bạn. Thôi tạm biệt đi, về nghỉ ngơi đi em ơi. Hôm nay anh em cố gắng thế là được rồi. Top 1 ngày. Ok, video và lần này của chúng mình đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Và thực sự cảm ơn những chia sẻ của anh em từ những video trước. Nó đã giúp bọn mình có được động lực để tiếp tục làm việc. Mặc dù hôm nay các bạn thấy mình vẫn còn đang ốm. Những like và subscribe của các bạn sẽ rất là ý nghĩa đối với mình. Hãy cùng chúng mình đồng hành đến những video tiếp theo nhá. Bye bye.